Bạn có biết vì sao latte và capo ở Việt Nam ít được ưa chuộng không? Thứ nhất, 99% các quán cà phê hiện nay đang sử dụng Robusta để pha mà không phải Arabica, nên khi uống rất là đắng, khó chịu nên khách sẽ không uống lại. Thứ hai, trình độ barista còn hạn chế, pha chưa đúng kỹ thuật và không được đẹp mắt. Thứ ba, máy pha cà phê, máy xay cà phê ở các quán hầu như chưa đầu tư chỉnh chu và chất lượng. Thứ tư, kiến thức về cà phê của chủ quán cà phê hiện nay mới dừng lại ở cà phê nguyên chất, pha đen đá, sữa đá mà chưa chú trọng đến cà phê Ý. Thứ năm, thị trường người tiêu dùng còn thấy xa lạ với những loại cà phê này. Thứ sáu, khí hậu Việt Nam nhiệt đới nên hầu như nóng quanh năm mà mấy món này lại phù hợp với khí hậu lạnh. Thứ bảy, gu không phù hợp với đại đa số người Việt Nam. Còn bạn thì sao? Bạn có thích uống latte không? Nếu có duyên mà bạn mở quán thì liên hệ mình để thưởng thức ly cà phê chuẩn ngon nha.